quá trời kẹt xe các bạn ơi. Đấy. Đó, lễ hội sông nước này gần tới giờ bán pháo hoa này. Đấy, đó, kẹt xe. Tòa nhà Bitico ấy các bạn. Đấy, tòa nhà có cái sân trực thăng á. Đấy, mấy anh chiến sĩ công an đang dẹp đường. Quá trời đông. Đó. Thấy đông, ghê đông chưa? Đấy, gần tới giờ mấy con bông này nên là người tập trung đổ về đây rất là đông. Nhưng mà chỗ đây trang trí rất đẹp các bạn. Đó. Con đường điện đen này. Này lễ hội sông nước thì diễn ra bấm bạch đằng nha các bạn. Đó. Bấm bạch đằng đây. Quá trời người luôn. Đó. Đó, bên này đường là đường Nguyễn Huệ này. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Đó, trên đó là tòa nhà Bitico. Rồi, lang thang một vòng nữa. Nghe nói pháo bông là bán từ khoảng 9 giờ tới 9 giờ 9 giờ 40, 45 gì đó. Mà biết bán giờ nào, không biết bán khoảng thời gian nào chính xác. Đang chờ đợi đây các bạn. Cái này có gì đây? Bao nhung nhớ mãi không xa rời bóng người.
Thôi nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ mình buồn ngủ các bạn. Trời không biết mấy giờ nó bán nữa. Rồi, có khi là 9:45 10 giờ kém bán rau gạt xe rồi đó giờ. Về nhà khuya nữa. Thôi chắc mình đi về mình ngủ nghỉ. Bây giờ mai còn chạy xe chiến đấu tiếp các bạn ơi. Bây giờ mà thức khuya quá thì mai sợ dậy sớm không nổi. Đó, các bạn thấy cái ngọn gì không? Tòa nhà cao nhất Việt Nam luôn. Đó vậy biết rồi vậy. Đó. Bao nhiêu người vẫn còn đang chờ đây. Chỉ được nhìn mấy phút mà chút nữa sợ kẹt xe rồi quá. Thôi vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Được. Trời ơi, tưởng thế nào này cũng giống như pháo mình mua bán thôi, khác gì đâu vậy. Đó má kẹt xe mà đứng chờ pha bông, có pha bông luôn. Nó phớt cái cây à. Hết.